Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một địa điểm mới rất thú vị. Tôi rất hào hứng để chia sẻ với các bạn những trải nghiệm đầy thú vị mà tôi đã có được tại nơi đây. Hãy cùng nhau khám phá, trải nghiệm và những điều mới mẻ nơi này nhé. Trải nghiệm gói bánh lá mít ở Cồn Sơ Cần Thơ là một trải nghiệm thú vị. Để bạn được thưởng thức món ăn ngon và cảm nhận được không khí yên tĩnh, thoải mái giữa thiên nhiên. Nguyên liệu làm bánh khá đơn giản, chỉ với bột gạo, bột năng, nước cốt dừa, đường, muối và lá mít. Đối với lá mít, chúng ta chọn những chiếc bánh nhau nhỏ vừa đỡ khi làm ra những chiếc bánh cùng cỡ và đẹp mắt. Ngày nay, người miền Tây còn sử dụng màu của đậu biếc nhào với bột tạo ra những màu xanh pha tím lạ mắt. Bột sau khi ủ đủ thời gian sẽ được quét lên mặt sau của lá mít, mặt có những đường gân và cuốn lại. Những đường gân này sẽ hằn lên mặt của bánh tạo thành những lớp lá ấn tượng khi gỡ ra. Gân ngồi đó người ta còn có bánh gai, có bằng tay không, có gì. Cái gì cũng vậy, bánh tét cũng vậy, bánh tất cả. Chứ ít ai mà đeo cái này mà vô gối sao mà ngon. Tại vì nhiều người họ kỹ vô lắm, đặc biệt là người nước ngoài. À, có cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Người nước ngoài họ kỹ lắm, nước của mình mà họ còn không kỹ nữa đâu. Mỏng là được. Càng mỏng nhanh chín. Càng mỏng nhanh chín. Mà ăn nó chắc nó không được ngán hơn là vậy. Đúng. Càng mỏng thì càng ngon, nhưng mà ở đây dần họ pha bột ngon lắm. Cái này ăn nóng thì ăn ngon à. Thường thì mình là hay làm trong lá mơ. Lá mơ. Nhiều người hỏi sao không bỏ vô cái mít. Ủa, lá mơ hay là lá gai? Lá mơ. Lá mơ là cái lá mà tím tím đó. Là ở ngoài đó là gọi anti cày á. Thì đúng rồi, người ta. Nhưng mà ngoài đó có một lá gai nó cũng lá mơ. Không biết rồi, em biết hả? Ở đây thì người ta gọi là lá mơ thôi, là lá thú địch thôi. Đúng rồi, lá thú địch cũng đúng. Bánh lá sau khi hấp khoảng 10 phút sẽ chín. Bạn chỉ cần dùng tay gỡ phần đầu tiên dính vào lá mít và cuốn lại thành cuộn. Sau đó chấm với chén nước cốt dừa béo ngậy có đậu rang, hạt chỉ, đơn giản là nước cốt dừa. Miếng bánh mỏng nhưng có mùi vị thơm tho của gạo quê, trong vị béo của nước cốt dừa khiến du khách hết sức bất ngờ. Dù cho ngày nay có nhiều những món quà bánh hiện đại, nhưng bánh lá bằng mít vẫn không thay đổi bình dị và chân chất. Và mọi người cũng đừng quên bỏ lỡ món bánh lá mít này khi đến với Cồn Sơn Cần Thơ nhé. Đó là bỏ vô lá chuối. Nhưng mà nó có nhân minh đông à. Thì đúng rồi, cái đó là ở đây gọi là bánh nứt. À đúng rồi. Còn này là bánh lá. Dạ đúng rồi, anh ăn nước cốt dừa. Tuyệt vời. Khi đến với Cồn Sơn, bạn không nhận sẽ được ngắm nhìn những cảnh quan đẹp của vùng sông nước, có cơ hội trải nghiệm với bánh lá mít, mà ngồi ra còn chứng kiến được những con cá lóc đang bay nhảy trên khỏi mặt nước. Đây là một trải nghiệm thú vị và độc đáo để khám phá văn hóa và đời sống dân sinh của người dân địa phương tại Cồn Sơn. Cá lóc bay là một loài cá đặc biệt và cực kỳ nổi tiếng ở Cồn Sơn, một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Cá lóc là loài rất hâm mồi, mỗi lần cho cá ăn sẽ lấy đĩa gõ vào xô đựng thức ăn để đàn cá quen dần với tiếng gõ. Sau khi quen, mỗi khi nghe thấy tiếng gõ này thì các con cá lóc sẽ tự nhảy lên để đón thức ăn. Và khi đàn cá đồng loạt cùng bay lên khỏi mặt nước, giống như một màn biểu diễn đẹp mắt của những con cá heo đang làm siếc vậy. Với cái tài và sự sáng tạo trong việc chăn nuôi cá, thì dịch vụ săn cá lóc bay đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển dịch vụ du lịch ở Cồn Sơn Cần Thơ trong những năm gần đây. Rồi mình chuẩn bị ra lại lần nữa nha. Rồi, 1, 2, 3. Mình chỉ có bên kia là coi ngoài mình coi trong trước nha. À ngồi đây. Rồi coi cho người nha. Rồi 1 2 3. Wow. Mấy mấy cái ông ngồi cũng nhau lắm. Rồi cái xe đó ngoài nha. Đây, ngồi ngồi. Ngồi. Wow wow. Cái mỏng kìa. Cái mỏng to dữ sợ. Đó. Ở khi ông hát ông nuốt luôn con này cũng nên. Cái miệng ông hát ngay là mấy con này chui vô lọt á. Mấy con này là chuẩn bị bay vô nồi. Rồi, 1, 2, 3.
đây đây đây, ống này, ống đây. Ủa, cái gì nhỏ. À, có một con ở đây đây, con lửa. Trời ơi. Ok. Ok. Sau khi khám phá Cồn Sơn, tụi mình đã ăn trưa tại quán hồi đó ở Cần Thơ. Quán là một cái tên quen thuộc với những người cao tuổi, mong muốn tìm lại cho mình khoảng không gian tĩnh lặng, nơi mà họ có thể ôn lại ký ức đẹp của mình. Đó cũng có thể là nơi giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về đời sống đơn giản, mộc mạc của ông bà ta hồi xưa. Và đây là phòng nghỉ của tụi mình. Mình đã booking từ trước. Này có tên là Gạo Homestay tại Cần Thơ. Rất đẹp nha mọi người. Sau khi nghỉ ngơi thì tụi mình ăn tối tại quán Anh Thật Đồng Quê. Ở đây thì mình có order món lẩu mắm cá đồng. Thì quán có chuẩn bị cho tụi mình một đĩa rau rất là to. Sau khi dùng xong bữa tối thì tụi mình có dạo một số con đường ở Cần Thơ, đã chụp hình tại phố đi bộ Ninh Kiều và ăn vặt tại chợ đêm Cần Thơ, và mua một số đồ để về làm quà. Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video này. Tôi hy vọng nó đã cung cấp cho mọi người một số thông tin hữu ích. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, mọi người hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ với bạn bè và người thân để cùng xem. Cũng đừng quên đăng ký kênh của tôi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video của tôi. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo trên kênh. Xin cảm ơn và bye bye.